Khăn Lê xin trân trọng giới thiệu lễ show Khăn Lê với chủ đề Thầy Thích Minh Tuệ. Xin được phép bắt đầu. Không sầu đâu sợ hãi.
rơi bên hiên nhà, lòng bồng nhớ thay tôi lặng lẽ một mình trên con đường dài. Sáng người tuy nhỏ nhắn nhưng lòng đầy từ bi, bao dung lòng nhân ái. Sáu năm đi khất thực, một ngày một bữa ăn, vai y mang nhặt ven đường, đôi chân chằn chay nán, ngủ nghĩa địa nhà hoang. Sáu năm khổ hành chỉ nồi cơm qua bao nhiêu dặm trời, xa cha mẹ, xa bạn bè, xa cả người thân, buông bỏ hết tiền tài, xa hoa phù phiếm, để khổ hạnh buông thân xác vô thương. Sinh sợ hãi ai giải thoát, ai luyến không sầu đâu sợ hãi, không sầu đâu sợ hãi. Rơi bên hiên nhà, lòng bồng nhớ thay tôi lặng lẽ một mình trên con đường dài. Sáng người tuy nhỏ nhắn nhưng lòng đầy từ bi, bao dung lòng nhân ái. Sáu năm đi khất thực, một ngày một bữa ăn, vai y mang nhặt ven đường, đôi chân chằn chay nám, ngủ nghĩa địa nhà hoang. Sáu năm khổ hành đầu đà, chỉ nồi cơm qua bao nhiêu dặm trời, xa cha mẹ, xa bạn bè, xa cả người thân, buông bỏ hết tiền tài, xa hoa phù phiếm, để khổ hạnh buông thân xác vô thương. Ai liên sinh sầu ưu, ai liên sinh sợ hãi, ai giải thoát, ai luyến không sầu đâu sợ hãi, không sầu đâu sợ hãi. Chỉ nồi cơm qua bao nhiêu dặm trời, xa cha mẹ, xa bạn bè, xa cả người thân, buông bỏ hết tiền tài, xa hoa phù phiếm, để khổ hạnh buông thân xác vô thương. Đi khổ hạnh đi đến hết cuộc đời. Sao nhiều khổ đau ơi người ơi, xót xa nhân loại, sao đành sao còn hơn thua. Sao
sao không mà thương nhau. Ghét gánh được gì mở lòng từ bi, thế gian sẽ luôn bình yên. Không hận không sầu không sân, đời chúng ta sẽ tươi đẹp thôi. Buông muôn phiền buông đắng cay, lòng biết ơn thầy Thích Minh Tuệ. Thích Minh Tuệ đến rồi người ơi, cho chúng ta giác ngộ không còn lầm mê. Trong hàng núi áo y mang trên người, thầy nhặt bài rác trên đường tu. Ôi thế gian chưa ngộ, lòng còn gánh ghét sân si. Cuộc sống dĩ vô thường mà tham danh lời giàu sang chi. Buông hết đau thương thấy lòng luôn thanh thản, sẽ thấy đời vui trên môi luôn nở nụ cười. Thầy ngộ ra nên thầy buông bỏ tất cả, lời danh phú quý chỉ mang theo nồi cơm tu tâm. Xa cả người thân mẹ cha, xa anh em xa cả bạn bè. Xa cả người thân mẹ cha, xa anh em để đi khổ hạnh. Thế gian sao nhiều khổ đau ơi người ơi, xót xa nhân sao đành, sao còn hơn thua. Sao, sao không mà thương nhau. Ghét gánh được gì mở lòng từ bi, thế gian sẽ luôn bình yên. Không hận không sầu không sân, đời chúng ta sẽ tươi đẹp thôi. Buông muôn phiền buông đắng cay, lòng biết ơn thầy Thích Minh Tuệ. Thích Minh Tuệ đến rồi người ơi, cho chúng ta giác ngộ không còn lầm mê. Sao năm đầu đà
một ngày một bữa ăn, đi đến hết kiếp người, cầu cho thế giới bình an. Đến ngũ nghĩa trang, nhà quan trong hang núi, áo y mang trên người, hay nhặt bãi rác trên đường tu. Ôi thế gian chưa ngộ, lòng còn gánh ghét sân si, cuộc sống dĩ vô thường mà tham danh lợi giàu sang chi. Buông hết đau thương, thấy lòng luôn thanh thản, sẽ thấy đời vui, trên môi luôn nở nụ cười. Thế gian sao nhiều khổ đau ơi người ơi, xót xa nhân loại sao đành, sao còn hơn thua. Sao không mà thương nhau, ghét gánh được gì, mở lòng từ bi, thế gian sẽ luôn bình yên. Không hận không sầu không sân, đời chúng ta sẽ tươi đẹp thôi. Buông muôn phiền buông đắng cay, lòng biết ơn thầy Thích Minh Tuệ. Thích Minh Tuệ đến rồi người ơi, cho chúng ta giác ngộ không còn lầm mê. Thầy ngộ ra nên thầy buông bỏ tất cả, lời danh phú quý chỉ mang theo nồi cơm tu tâm. Xa cả người thân mẹ cha, xa anh em xa cả bạn bè, xa cả người thân mẹ cha, xa anh em để đi khổ hạnh. Xa cả người thân mẹ cha chân bước đi khổ hạnh đâu đa. Phật xa xưa đến nay đã đi vào quá khứ, đâu đã khổ hành chân tu như ngày cả dịp đến nay chẳng còn ai. Giờ này ở tại nơi đây, bậc chân tu đến giữa đời thường, ngày ăn một bữa, đêm ngủ nghĩa địa, đầu chân chân đất bộ hành khắp Việt Nam. Mặc y phấn tạo cất thực bằng nồi cơm, ngài Thích Minh Tuệ đó đã tinh giác giữa đời này, ngài tu cầu giải thoát theo Phật thầy Thích Ca. Hào quang tỏa ánh sáng giữa bầu trời tối đen,
làm cho đời tỉnh thức lắm mê. Không tham, không sân, không si mê hận thù, yêu thương trao cho khắp chúng sinh mọi loài, ai cũng được an vui, ai cũng được hạnh phúc, ai cũng là cha mẹ, ai cũng là anh em. Giờ này ở tại nơi đây, bậc chân tu đến giữa đời thường, ngày ăn một bữa, đêm ngủ nghĩa địa, đầu chân chân đất bộ hành khắp Việt Nam, mặc đi phán tạo cất thực bằng nồi. Ngài Thích Minh Tuệ đó đã tinh giác giữa đời này, Ngài tu cầu giải thoát theo Phật Thầy Thích Ca, hào quang tỏa ánh sáng giữa bầu trời tối đen, làm cho đời tỉnh thức lắm mê. Không tham, không sân, không si mê hận thù, yêu thương trao cho khắp chúng sinh mọi loài, ai cũng được an vui, ai cũng được hạnh phúc, ai cũng là cha mẹ, ai cũng là anh em. Từ cõi nước mười phương tỏa muôn ánh hào quang, tỏa sáng chiếu Việt Nam. Từ cõi nước mười phương tỏa muôn ánh hào quang, Phật đã đến Việt Nam. Sóng vô thường người ơi, như áng mây trôi bành bồng, tan biến giữa hư không, tan biến giữa hư không. Vì sao không thương nhau, gánh ghét nhau được gì, rồi ai ai cũng về, cũng nằm hai mét đất thôi. Ngày tháng dài dần trôi, ai ai cũng phải già, như hoa tàn héo khô, như hoa tàn héo khô. Mà lòng yêu thương nhau, cho nhau những nụ cười, mai kia về cát bụi, không thẹn lòng với lương tâm. Hãy mau tu cho cuộc đời tươi sáng ngày mai, Thầy đã đến cho giác ngộ cả thế giới.
học buông bỏ, học buông bỏ, không hơn thua, không hơn thua. Xin người hãy nhớ nghiệp đời không chừa một ai. Thầy đến chỉ một nồi cơm y mang nhặt vén đường, một ngày một bữa thôi, một ngày một bữa thôi. Tôi ngủ nghĩa địa nhà hoang, xe sang nhà lâu làm gì khi ta xa lìa cõi đời, không mang gì theo bên ta. Ngày tháng dài dần trôi, ai ai cũng phải già, như hoa tàn héo khô, như hoa tàn héo khô. Mà lòng yêu thương nhau, cho nhau những nụ cười, mai kia về cát bụi, không thẹn lòng với lương tâm. Hãy mau tu cho cuộc đời tươi sáng ngày mai. Thầy đã đến cho giấc ngộ cả thế giới. Học buông bỏ, học buông bỏ, không hơn thua, không hơn thua. Xin người hãy nhớ nghiệp đời không chừa một ai. Thầy đến chỉ một nồi cơm y mang nhặt vén đường, một ngày một bữa thôi, một ngày một bữa thôi. Tôi ngủ nghĩa địa nhà hoang, xe sang nhà lâu làm gì khi ta xa lìa cõi đời, không mang gì theo bên ta. Tôi ngủ nghĩa địa nhà hoang, xe sang nhà lâu làm gì khi ta xa lìa cõi đời, không mang gì theo bên ta. Một lòng mai bước trên con đường tu, dù trời nắng cháy mưa giông bao bùng, đầu trời chân đất nguyên thế giới an bình, không còn ganh ghét hơn thua. Hồng trần này đẹp lắm thế gian người ơi, mà lòng người toàn tính phân biệt giàu nghèo, bạc vàng xe sang rồi đâu phải của mình khi ta trở về với cát bụi. Thầy đã đến cho giác ngộ thế gian yên bình, một nồi cơm đôi chân trần vai đi bên đường, chiều con tim người yêu thương thầy vang mãi khắp nơi, thầy mãi luôn trong lòng mọi người dân. Thank you.
trần này đẹp lắm thế gian người ơi, mà lòng người toàn tính phân biệt giàu nghèo. Bạc vàng xe sang rồi đâu phải của mình, khi ta trở về với cát bụi. Hãy đã đến cho giác ngộ thế gian yên bình, một nồi cơm đôi chân trần vai y bên đường, chiều con tim người yêu thương thầy vang mãi khắp nơi, thầy mãi luôn trong lòng mọi người dân. Hãy đã đến cho giác ngộ thế gian yên bình, một nồi cơm đôi chân trần vai đi bên đường, chiều con tim người yêu thương thầy vang mãi khắp nơi, thầy mãi luôn trong lòng mọi người dân. Ta xin hãy chúc cho nhau trao yêu thương không hận thù, ta xin hãy chúc cho nhau buông hận thù sống an yên. Hồng trần này là quan trọng mà sao tranh giành hơn thua, sống biết hôm nay đâu biết đến ngày mai. Dù có giàu hay khô ta là cát bụi mà thôi. Tay ôm bát chân trần mà nụ cười vẫn nở trên môi, bao tác phong ba không ngăn được bước thầy đi, quay về tìm lại chính mình và tu dưỡng vững tâm, học buông bỏ đi cho thân luôn an nhàn. Hãy nhìn thấy và giác ngộ đi, sao còn gieo tôi lôi cho nhau, cùng vì tin và danh vọng thôi mà sát thương nhau lên kiếp làm người. Đời vô thường lắm người ơi, hóa thành cho nơi cõi tạm thế gian nhiều đô la xe sang hay nhà lầu, nhiều kim cương có mang theo được gì. Bát cơm này và áo y thầy mang, trên đường dài thầy nhập bên đường ven, tu khổ hành một ngày một bữa ăn, học theo Đức Phật 13 pháp hành đầu đà. Tay ôm bát chân chân mà nụ cười vẫn nở trên môi, bao tác phong ba không ngăn được bước thầy đi, quay về tìm lại chính mình
và tu dưỡng vững tâm, học buông bỏ đi cho thân luôn an nhàn. Hãy nhìn thấy và giác ngộ đi, sao còn gieo tội lỗi cho nhau. Cùng vì tin và danh vọng thôi mà sát thương nhau lên kiếp làm người. Đời vô thường lắm người ơi, hóa thành cho nơi cõi tam thế gian nhiều đô la xe sang hay nhà lầu, nhiều kim cương có mang theo được gì. Bát cơm này và áo y thầy mang, trên đường dài thầy nhập bên đường ven, tu khổ hành một ngày một bữa ăn, học theo Đức Phật 13 pháp hành đầu đà, tu khổ hành một ngày một bữa ăn, học theo Đức Phật 13 pháp hành đầu đà. Chỉ là cát hồng trần chẳng qua cõi tàm, thì đừng hòng thua tranh giành, không sân si để lòng mình luôn thanh thản, cho thân luôn an nhàn nơi cõi trần gieo bao nỗi sầu. Buông muộn phiền cay đắng, mở lòng cho nhau tiếng cười, cuộc đời không gây oán hờn, ta cho đi thấy lòng mình luôn hạnh phúc, ta gieo mối duyên lành cho cuộc đời tươi sáng thêm. Thế gian ôi bao nhiêu phiền não, chỉ vì lời danh với kim tình mới gây ra nghiệp lỗi lầm bao nỗi buồn ta mang. Chẳng sao luật nhân quả luân hồi, xin người ơi hãy nhớ nghiệp đời nhân qua nhãn tiền, hãy về tu tâm chính mình, khuyên ai ai xin học Phật giữ năm giới, môn nơi sẽ an lành. A Di Đà Phật nguyện cho chúng sinh. Phiền cay đắng, mở lòng cho nhau tiếng cười, cuộc đời không gây oán hờn, ta cho đi thấy lòng mình luôn hạnh phúc, ta gieo mối duyên lành cho cuộc đời tươi sáng thêm. Thế
thế gian, ôi bao nhiêu phiền não, chỉ vì lời danh với kim tiền mới gây ra nghiệp lỗi lầm bao nỗi buồn ta mang. Chẳng sao luật nhân quả luân hồi. Xin người ơi hãy nhớ nghiệp đời nhân qua nhãn tiền, hãy về tu tâm chính mình. Khuyên ai ai xin học Phật giữ năm giới, muôn nơi sẽ an lành. A-di-đà Phật nguyện cho chúng sinh. Khuyên ai ai xin học Phật giữ năm giới, muôn nơi sẽ an lành. A-di-đà Phật an lành muôn nơi.